Quý vị đang theo dõi chương trình phát hành live của Lưu Điện Sài Gòn TV. Bên cạnh chúng tôi là Thanh Hương Terry từ Bosa Tickets. Cảm ơn Thanh Hương nhiều quá. Cách đây vài hôm Thanh Hương nói với chúng tôi rằng anh Thủy ơi, chắc em lên không nổi thứ sáu này, bệnh quá. Hồi sáng hôm nay chúng tôi không biết được Thanh Hương có lên được, cho nên mình không có chuẩn bị. Nhưng mà không ngờ bây giờ tôi lại không có cô đơn trong buổi sáng thứ sáu này nữa, mùng 2. Cảm ơn Thanh Hương nhiều cảm lắm. Cảm ơn anh, tại vì nghĩ tới Tết mà không có mặt mà để cho anh Thủy một mình buồn quá, anh phải cố gắng. Nè, quý vị thấy là Thanh Hương cũng đang bị còn rất là nghẹn mũi, mà hôm nay vô cũng thấy anh Thủy cũng hơi nghẹn mũi. Thì năm nay mùa flu quá là nặng thưa anh. Chắc là năm tới là mình phải, chắc chắn là mình phải đi chích flu shot. Chích à? Tôi chích là tôi nằm luôn. Nhưng mà đỡ hơn anh à. Nhưng thưa quý vị, trong những cái lúc mà bệnh á, thì Thanh Hương khám phá ra một cái nước mới anh à. Quý vị đã nghe Thanh Hương nói rất nhiều về Gobo, và quý vị cứ hỏi, mỗi lần gặp Thanh Hương là cứ hỏi Gobo. Thì thưa quý vị, Gobo Thanh Hương cũng uống nhưng mà nó không có hết bệnh anh à. Gobo chỉ làm cho chúng ta thanh lọc cái cơ thể chứ nó không có hết được cái bệnh flu. Thành ra cái bệnh flu là cái bệnh mà chúng ta phải cần dưỡng ở nhà lâu, và ăn những cái súp rất là nóng. Và uống nước nhiều vô. Mà khi mà chúng ta uống nước nhiều quá mà cái nước nó không có gọi là nước khoáng chất đó anh, thì cũng lại không tốt, là mình lại mang thêm axit vào trong người mình. Trước khi Thanh Hương nói thêm, tôi mới biết khám phá ra một điều nữa đó. Năm nay đó, ăn súp dê đó sẽ hết bệnh nhanh lắm. Súp dê đó, để cho anh Thủy ăn súp dê với uống rượu nhé. Thường là súp súp đuôi bò hoặc là ăn phở hết bệnh không. Năm nay tại sao mình không thử súp dê đi? Mấy năm nó con dê thì phải thử súp dê. Anh Thủy làm xong rồi anh Thủy mang lên trên đài chợ Thời Hương với anh Thủy. Nhưng mà lẩu dê có lý ạ. Lẩu dê. Tôi thấy ăn lẩu dê vô cái người nó khỏe ra. Vậy hả anh? Chắc tối nay trong đó có nhiều cái chất thuốc bắc này nọ đó bỏ. Nhưng mà có một cái nước mà Thanh Hương khám phá ra được đã làm cho Thanh Hương đỡ bệnh, và nhất là bị lở miệng đó anh. Thì quý vị biết là khi mà mình uống thuốc trụ sinh thì cái bụng nó rất là cào và rất là khó chịu. Thì Thanh Hương mới thấy một cái chai nước xanh xanh ở ngoài một cái chợ Mỹ. Anh mới nhìn thấy cái chai nước này rất là lạ, thưa quý vị, nó lạ hơn là những cái chai nước bình thường. Thì nó có nói là nó có một cái độ âm mà nó có một cái 8.pH. Thì anh mới thấy lạ, có mình mới về nghiên cứu. Thì ra cái nước này là nước alkaline, và đã nghiên cứu rất là nhiều, và trên tương lai có thể là tất cả các nước ở trong nhà đều trở thành alkaline, và họ sẽ không có dùng nước chlorine như là faucet nữa. Thì thưa quý vị, cái nước này nó tẩy hết, nó tống hết tất cả các acid trong người mình ra. Thành ra khi mà Thanh Hương sốt bao tử định là uống Melox, thì có người nói là uống cái nước này đi là sẽ bị không còn sốt bụng nữa. Thì Thanh Hương rứt nguyên một chai thì thấy cổ mình nó đỡ, và cái acid trong bụng tự nhiên không còn đau nữa anh biết. Chứ là không phải là người Thanh Hương bị thiếu nước à? Không. Không có thiếu nước, tại vì uống nước quá trời luôn. Thưa quý vị, cái chai nước xanh này nó có độ âm, tại vì anh Thủy biết là khi mà mình uống nước mà trong những cái water bottle bình thường thì họ đã lấy hết tất cả chất ra. Đúng hết rồi, thì mình không còn cái gì hết. Và mình uống nước fountain á thì nó có chất chlorine nhiều quá, chlorine rồi nó nhiều chất khoáng, nhiều khi không biết cái gì trong cái vi trùng vi khuẩn nhiều khi trong đó nữa. Thành ra cái nước này nó mang lại, nó có tất cả các cái mineral nó mang vào trong người mình. Thì thưa quý vị, đây là cái nước alkaline, nó có độ âm và độ dương để nó quân bình cơ thể của mình. Thôi bây giờ mình chờ iShop LSTV bán đi rồi mình giới thiệu luôn vào. Đúng rồi. Thưa quý vị, đó là một cái khám phá lớn mà Thanh Hương biết được và hôm nay gửi đến quý vị. Và thưa quý vị biết là trong những ngày Tết thì chúng ta có bánh chưng, bánh bao tét nhiêu thứ, bao và nhiêu giò thứ chả mua quá nhiều. Để lại. Thì chúng ta để lại làm sao, có nên bỏ vào ngăn đá hay không? Và giữ được bao lâu và cái độ bao nhiêu? Thì anh Hương đã nghiên cứu trong lúc bệnh, cũng ngồi computer nghiên cứu. Thì thưa quý vị, bánh chưng và bánh tét khi chúng ta bỏ vào trong tủ lạnh thì cái gạo nó sống lại đó anh. Đúng không? Thì khi mà mình lấy ra đó thì mình không nên hâm microwave. Mình phải bỏ vào trong ngăn tủ lạnh thường thôi. Rồi khi cho mình mang ra cho đó, khi mình từ mang từ ra rồi. Mình phải đun nóng lên. Đúng. Đun thật sôi lên, chưng cấp hấp thủy cách thủy. Dạ vâng, rồi mình hấp nó lại thật hấp, thật chín rồi mình mới lấy ra ăn. Mà khi mà quý vị để bánh chưng ở ngoài về mà chưa có mở ra đó thì chỉ được để trong vòng 3 tới 4 ngày, và cái nhiệt độ trong căn nhà mình phải là 77 độ, tức là 25 C. Nếu quý vị để quá thì cái bánh nó sẽ mốc.
Đúng. Thì quý vị sẽ thấy nó mốc ở ngoài cái lá đó. Thì khi mà nó mốc ngoài cái lá đó, chúng ta có thể cắt cái phần đó đi. Anh hiểu không? Ồ, vẫn ăn được. Chứ khi nào mà nó vào tới trong rồi thì không nên. Mà tốt mốc nhất bên đó, ngoài tôi thấy thường thường nó màu trắng trắng đó. Tại vì cái lá đó anh, và những cái độ ẩm đó thì mình có thể mình cắt đi. Và họ nói là không nên bỏ bánh chưng vào trong freezer. Rất là nhiều quý vị nói ôi tôi mua về tôi đúng bỏ freezer rồi. Thì tưởng là freezer nó giết hết mấy con vi trùng vi khuẩn trong nó. Nhưng nó không có tốt anh. Tại vì nó freeze nhiều quá thì những cái hạt gạo đó nó tách ra, nó bở ra. Và khi mà mình hâm lại đó thì mình phải ăn liền, mình không có bỏ vào tủ lạnh lại được nữa. Thành ra quý vị nhớ là bánh chưng, bánh tét chúng ta chỉ để ở ngoài từ 4 tới 5 ngày và cái nhiệt độ trong nhà là phải 77 độ. Và nếu quý vị ăn không hết, quý vị bỏ vào trong tủ lạnh, ăn tới đâu mình cắt tới đó. Và chúng ta phải nhớ là mình plastic wrap rất là kỹ, không thì những cái chất ở trong tủ lạnh mua chung ăn rất là độc. Có nhiều quý vị nói ô tôi sẽ dán lại, chiên lại để ăn á, thì cũng tốt. Nhưng mà nếu quý vị chiên mà quý vị ăn lại thì sẽ bị high cholesterol, tại vì những cái mỡ màng nó lại dai nhiều hơn. Họ nói tôi từng nói chuyện với bác sĩ rồi, họ nói bánh chưng, bánh tét là những cái loại bánh mà cholesterol kinh hoàng lắm. Bởi vì lúc nấu đó là họ kèm theo một cái cục mỡ. Và khi nấu như vậy nó mỡ nó tan, nó chảy ra chung với nếp. Đúng rồi. Và tôi khi mà tôi hỏi là như vậy đó, có cách nào mình bỏ vào tủ lạnh đó rồi sau đó mình lấy cái phần ở bên trong ra hay không, thì những người họ nói rằng làm như vậy cũng không có giải quyết được cái gì mà đến với dính vào trong cái nếp rồi. Chỉ có cách là chúng ta năm ăn lần ít thôi thì không sao. Đúng rồi. Nhưng mà tránh ăn những cái cục mỡ ở trong đó. Nhưng mà anh Thụy biết không, Thanh Hương vẫn thắc mắc là thịt heo mình để ra ngoài quá 8 tiếng là nó đã grow bacteria rồi, thì người ta bảo để bánh chưng ở ngoài 4-5 ngày thì Thanh Hương cũng nghĩ cũng không nên. Thì ra tốt nhất quý vị nên bỏ tủ lạnh. Mà chưa kể đó, Thanh Hương có nghĩ rằng đó, một khi mình ra chợ mình mua thì cái bánh đó đã nằm ở ngoài chợ ít nhất là 2 ngày rồi hay không? Không, cái bánh đó đúng rồi. Tôi nói ít nhất là sớm lắm, bởi vì họ nấu xong họ mang ra, họ để ra ngoài đó bán. Thì nếu mà may chúng ta vừa buổi sáng hôm đó đến, hàng nó vừa đến thì nói chung là cách có nửa ngày thôi. Nhưng mà nếu mà món hàng đó họ vẫn tiếp tục để, bởi vì chúng tôi đã có những trường hợp than phiền với chúng tôi là họ đi mua và mang về nhà thì bánh chưng đã hư rồi. Oh my goodness. Có nghĩa là bánh chưng đã cả tuần lễ ở ngoài rồi. Vâng, có thể là nóng quá hay nha. Tốt nhất chúng ta mua về bỏ vào trong tủ lạnh, ngăn dưới, đừng bỏ lên freezer. Và đặc biệt nhất là giò đó thưa anh. Giò thủ, giò chả, giò gì đủ thứ loại giò hết. Thì chúng ta nó là thịt heo. Thành ra nó dùng rất là nhiều hàn the. Thì quý vị ăn cái giò nào mà nó càng chắc bao nhiêu là hàn the càng nhiều. Thành ra không tốt. Với lại giò chả chúng ta cũng nên để ở nhiệt độ 77 độ thưa anh. Mà giò chả thì chúng ta có thể freeze được, tức là bỏ vào ngăn đá bọc rất là kỹ anh, rồi bỏ vào ngăn đá, và trước khi lấy ra ngoài chúng ta phải để 4-8 tiếng sau mới được ăn, tức là để dưới ngăn dưới đó, chứ rồi không được ra ngoài. Vẫn chưng cách thủy đó tốt nhất. Tôi thấy là hấp lại cho nó không nóng, ăn không cái giò thì vẫn ngon. Tại vì nó có cái giấy bạc thì anh hâm lại nó lại không tốt, nó lại mùi giấy bạc nhiều hơn. Thành ra tốt nhất là mình để ngăn đá, mình lấy ra ngoài, mình để dưới ngăn dưới đó anh. 8 tiếng đồng hồ xong mình lấy ra ăn. Còn mình cần ăn liền á thì mình bọc hết tất cả cái giò chả kỹ vào trong cái bao ni lông rồi mình bỏ vào nước lạnh. Sau đó 4 tiếng sau mình ăn được. Tốt nhất là ngay bây giờ quý vị mang bánh chưng, bánh tét ra ăn hết cho chúng tôi. Vâng. Tôi sẽ làm gì chiều nay tôi về tôi ăn tiếp. Mỗi ngày hôm qua. Quý vị ăn không hết thì quý vị cứ mang tới Bosa thì kết thành thường ăn hết. Ăn hết đi. Để quá mùng 3, mùng 4 Tết là phiền lắm. Bởi vì rõ ràng quý vị để ý đó, rất nhiều nhà không những được tặng mà còn mua về nữa nhiều lắm. Mà ăn suốt 3 ngày Tết thì cũng cholesterol cũng tăng lên cao như thường. Và những cái món ăn mà Thanh Hương cũng nghiên cứu được là chúng ta để trong ngăn đá được bao lâu. Thì thưa quý vị, thịt bò bằm đó anh Thụy, mình để dưới ngăn dưới đó từ 1 tới 2 ngày thôi. Tức là thịt mà để làm hamburger đó, thịt bò xay đó. Thịt bò xay đó, để mình làm nuôi, mình được làm bao nhiêu? Được 1 tới 2 ngày ở dưới. Đúng. Ở dưới ngăn, còn ở trên ngăn đá đó là từ 3 tới 4 tháng thôi. 3 tới 4 tháng. Có nhiều người để từ năm này qua năm kia. Và thưa quý vị, một cái đặc biệt nhất là chúng ta không bao giờ nên freeze, tức là đông đá những cái trứng này. Tại vì khi chúng ta đông đá trứng rồi chúng ta luộc lại thì cái lòng trứng đỏ này nó không bao giờ nó nhả hết, nó cứ frozen hoài như vậy.
Thành Hương đang làm kinh nghiệm. Thì nếu hôm nào thích tuần sau sẽ cho quý mình vị thử biết nha. Vâng, tôi sẽ thử để xem, mang đến để mà cho quý vị xem coi cái lòng đỏ ở trong sau khi freeze nó như thế nào. Rất tiếc chúng ta phải chia tay với quý vị, vẫn còn nhiều cái tin tức liên quan đời sống lắm. Thành Hương cũng sẽ trở lại. Cảm ơn Thành Hương nhiều lắm. Chúc Thành Hương một cái mùa Tết thật là hạnh phúc bình an. Vâng, cảm ơn Thành Hương, cũng xin kính chúc quý vị một năm mới vạn vạn sự như ý và khỏe mạnh cả năm. Xin cảm ơn quý vị. Mời quý vị trở lại với Lưu Điện Sài Gòn TV vào chiều nay, vẫn theo dõi các bản tin cập nhật trên toàn thế giới như thường lệ trong ngày mùng 2 Tết. Chúc quý vị đi chợ Tết thật vui quý vị nhé. Xin trân trọng kính chào.